Vâng, xin kính chào quý chị nhà đầu tư đã quay trở lại với YouTube channel của em. Thì hôm nay là ngày cuối tuần thì cũng rảnh rỗi để review lại cho anh chị thị trường chứng khoán của tuần vừa rồi và nhận định trong tuần tiếp theo là tuần đáo hạn phái sinh. Thì cũng là cái tiêu đề của ngày hôm nay, đó chính là tuần đáo hạn phái sinh, VN-Index sẽ xảy ra kịch bản nào. Đấy, thì em sẽ review lại tuần vừa qua. Đây, tuần vừa qua thì ngay phiên thứ hai đã có một cái phiên gap up lên. Đấy, và chạm lại cái ngưỡng trên của vùng kháng cự 850 này nên là nó bị bán xuống và đã có tích lũy thêm được 3 phiên đi ngang. Đấy, đi ngang trong vùng từ 840 cho tới 850. Và ngày thứ năm đã có một phiên bật tăng mạnh, nhảy tạo gap và đóng cửa ở mức cao nhất. Đấy. Thì trong ngày thứ 5 em cũng có đã ra một cái video là thị trường tăng điểm nhưng để chốt lời. Đấy, thì cái kịch bản đã diễn ra đúng như những gì em đã nhận định. Và ngày thứ 6 đó là khi mà thị trường chạm về cái ngưỡng kháng cự trên và chạm về cái đường trendline như thế này, thì cái tâm lý của các nhà đầu tư cũng như là chốt lời việc chốt lời đã diễn ra rất là mạnh. Đấy, thì trong phiên VN-Index đã tăng lên được 860 và sau đó đã bị điều chỉnh khá là mạnh về lại 848, và khi mà đóng cửa vào ngày thứ sáu đã đóng trên được cái mức cái đường cái cạnh trên của cái hộp Davos này là tại 850. Thì cái kịch bản thứ hai đã diễn ra đúng như những gì mà em dự định ở những cái video trước. Đấy, thì tuần này em sẽ đưa ra tiếp những cái kịch bản cho các anh chị có thể nắm được và có được những cái chiến lược đầu tư hiệu quả trong tuần tới. Thì rất có thể em sẽ đưa ra tiếp theo hai kịch bản cho anh chị. Tuần tới thì rất có thể là thứ nhất, kịch bản 1 này. Đấy. Sideway đi ngang ngang ngưỡng từ 845 cho tới 855. Đấy, đây là sẽ là kịch bản thứ nhất cho VN-Index tuần sau. Đấy, đấy ha. Đấy, bỏ qua đây. Có giờ nó sẽ đi ngang qua như thế này. Đấy, sẽ đi ngang ở bởi vì sao 845? Bởi vì thứ nhất là ngày thứ năm đã tạo một cái gap như thế này thì rất có thể VN-Index sẽ điều chỉnh về lấp lại cái gap này. Đấy, sẽ điều chỉnh lấp về lại cái gap này. Đấy, nếu mà không thủng tại cái vùng 845 này thì VN-Index có thể sẽ tiếp tục lình xình. Đấy, lình xình quanh 845 cho tới 855. Đấy. Đây là kịch bản thứ nhất nhé. Nếu mà kịch bản xấu tệ hơn, một kịch bản tệ hơn, đây đây cũng là một cái gap của thị trường của chúng ta, thì rất có thể là cũng có thể là thị trường sẽ quay về lại 815 à, 840. Đấy, một cái gap ở dưới vùng 840 đến 845. Đấy, như thế này. Đấy, sẽ về lại quanh ngưỡng này, kịch bản 2. Bản 2 điều chỉnh về quanh 840. Đấy. Sẽ điều chỉnh lại về quanh 840. Ok, đây sẽ là kịch bản thứ hai. Đấy, rồi tiếp tục đi ngang. Đấy, kịch bản hai cũng sẽ tiếp tục đi ngang vì vì cái động lực mà để thị trường của chúng ta tiếp tục bật tăng mạnh lên vùng này là rất là khó. Đấy, các anh chị thấy là khi mà chạm về cái cạnh dưới này, cái 860 nè, đã bị bán ngược trở lại rất là mạnh. Đấy. Thì thị trường cần phải có những cái phiên tiếp tục điều chỉnh
và đi ngang tích lũy, và không có cái áp lực bán nó không có mạnh, thì chúng ta sẽ kỳ vọng là VN-Index sẽ tiếp tục đánh lên được những vùng trên như thế này. Thì cái tuần này cũng là cái tuần đáo hạn phái sinh, thì em xin nhắc lại một chút về cái tuần đáo hạn phái sinh của tháng 7 vừa rồi, là chính là cái vùng này đấy. Đây chính là cái tuần đáo hạn phái sinh của tháng 7 vừa rồi. Đây là ngày 10 16 tháng 7 á. Đấy. Đấy thì cục anh chị có thể thấy là nó cũng giống như cái phiên phiên vừa rồi của chúng ta vào tuần trước nè. Đấy thì cũng là một cái cây nến tăng rất là mạnh, tạo gap tăng rất là mạnh, này cũng tạo gap tăng rất là mạnh, thấy chưa? Đấy. Rồi, cũng bị bán ngược trở lại nè. Đấy. Cũng bị bán ngược trở lại, giằng co giữa việc việc mua và bán. Đấy, thì nó cũng y chang luôn. Cây nến cũng khá là giống nhau. Thì ngày mai cũng có thể nó sẽ diễn biến như thế này. Đấy. Thì cái giai đoạn này á, chúng ta em nghĩ là không nên có mua mới nữa. Nếu mà có hàng thì cứ canh đợi chốt đi. Hoặc là chúng ta có thể chấp nhận cắt lỗ 1-2%, chứ đừng có để mà nếu mà rơi xuống dưới đây, hoặc là rơi xuống dưới đây mà cỡ 7-8% rồi, mình nghĩ là nó sẽ lên lại. Nếu mà lỡ nhưng mà nó rơi luôn á thì rất là khó để anh chị có thể làm lại ha. Nguyên tắc vàng trong trong đầu tư là cứ tuân thủ cắt lỗ khi mà chạm 7-8%, chứ đừng để hơn nhé. Đấy thì đây này, phiên này là phiên thứ hai này. Đấy, thứ hai của tuần đáo hạn tháng 7 này. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Thứ năm này do tăng mạnh là do các do các chỉ số nó kéo các mã blue chip. Đấy, VIX, em nhớ không gặp là VIX với lại Sapeco. Đấy. Rồi, sau đó phiên ngày thứ sáu là giảm này. Đấy, rồi xong. Đi một èo cái rớt xuống đây luôn. Đấy thì để tránh những cái trường hợp mà xấu như thế này xảy ra. Đấy thì chúng ta cần phải chuẩn bị trước và cũng không có nên mua mới, để chúng ta có thể chủ động cái lượng hàng có sẵn ở trong tài khoản, để không gặp phải những cái tình huống mà chúng ta bị động, chúng ta không có thể xử lý ngay trong phiên. Đấy. Nếu như mà còn một cái kịch bản nữa nhưng mà em không chắc là có xảy ra hay không, thì rất có thể là nếu mà xấu á, cực kỳ xấu á, thì nó sẽ rơi về lại vùng 8-15 này này. Đấy. Đấy, nó cũng sẽ rơi về lại 8-15 này. Đấy, ok. Thì đấy là cái nhận định của em trong tuần cho tuần sau. Đấy thì các anh chị có thể bám vào đây và chúng ta đưa ra những cái chiến lược đầu tư hiệu quả. Ok. Thì em sẽ điểm tin một cái điểm một với vài tin trong tuần vừa rồi, ví dụ như là thì khối ngoại tiếp tục bán ròng trên cả ba sàn. Đấy thì tuần vừa rồi là khối ngoại bán ròng ở mức là 45,5 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị bán ròng là 884,4 tỷ. Đấy. Đấy, thì tập trung vào các mã như là Vinhome này, Đất Xanh, Vietcombank, Vincom, đó, VIX, HPG. Đấy, mua mua vào các mã như là BMB này, BMB cũng rất là tốt này. Chúng ta có thể để ý BMB trong cái nhịp quý 3 sắp tới. Đấy, Vinamilk cũng rất là tốt, HT Bank. Đấy thì ngoài ra thì các tin về vaccine cũng giúp phần nào nhà đầu tâm lý của nhà đầu tư cũng không có quá bi quan trong giai đoạn vừa rồi. Đó. Thì bây giờ em sẽ đi qua một số cái cổ phiếu đáng chú ý. Thì thứ nhất là ACB này. Đấy, ACB đấy thì ACB cái nhịp mà tăng vào có một cái nhịp kéo rất là tốt này, gần 7% đấy, đấy thì chưa có thể break ra được khỏi cái vùng đỉnh này. Đấy. Đấy khi mà break lên lại này nhưng mà đã bị bán ngược xuống và đóng cửa vẫn thấp hơn những cái vùng đỉnh trước này ở đây.
Đấy thì khả năng là ACB sẽ điều chỉnh lại. Tuy nhiên thì em thấy là có cái lực cầu bắc vào không có cho ACB rơi tại 25. Đấy, không có cho ACB rơi xuống 25. Thì cái đó mà đợi xem ACB test lại cái ngưỡng 25 này như thế nào thì chúng ta có thể xem xét. Đấy. Ngoài ra thì cái kháng cự tiếp theo sau đó của ACB cũng khá là gần tại khoảng 26.5, 26.5, 26.6. Đấy. Okay. BID. Rồi, BID. Xin lỗi. BID thì cũng đã tăng lên được gần kháng cự và đã bị bán ngược trở lại theo thị trường chung. Những cái mã dòng banh thì nó rất là bám sát theo thị trường. Đấy thì các anh chị thấy là thứ năm nè, tăng tạo gap nè, nó cũng tăng theo, nó tăng tạo gap rất là tốt. Tuy nhiên thì thứ sáu nó bị bán mạnh. Đấy. Đấy thì khả năng là BID sẽ điều chỉnh về lại cái vùng hỗ trợ trước của nó là vùng 38. Đấy chúng ta cứ chờ đợi những cái phiên mà nó test lại cái ngưỡng hỗ trợ vùng quanh vùng 38, 38.2. Đấy. Thì chúng ta có thể xem xét tham gia nếu mà không có bị bán mạnh ở cái vùng dưới này. Đấy. Rồi, CTG. Ok. CTG thì rất là ok khi mà đã vượt qua được cái target 2 này. Đấy, tăng tạo gap vượt qua target 2 và phiên ngày hôm sau bị bán, tuy nhiên là vẫn đóng được ở trên cái cạnh 23.5, được 23.5. Thì nếu mà CTG không bị bán mạnh nữa thì rất có thể là CTG sẽ tiếp tục tích lũy đi ngang. Đấy, quanh cái biên là từ có thể từ đây 23.15, 23, 23.1 cho tới 23.5. Đấy. Nó sẽ lình xình quanh đây. Đấy. Nó sẽ lình xình quanh đây để tích lũy lại, không gãy. Đấy, tích lũy phải không gãy nhá. Này, tích lũy không gãy. Thì chúng ta sẽ tiếp tục kỳ vọng là CTG sẽ đánh được vượt lại đỉnh. Đấy. Đấy, chúng ta cứ chờ xem. Rồi, HD Bank này, HD Bank, đây HD Bank cũng là một mã cổ phiếu khá là mạnh trong thị trường tuần vừa rồi. Đấy, mặc dù là bị bán mạnh nhưng mà cổ phiếu này vẫn giữ được cái đà tăng. Đấy, khả năng là nó sẽ chạm lại được cái đỉnh trước là vùng 28 hoặc cũng rất có thể là sẽ quay ngược về test lại cái đỉnh này. Đấy, sẽ quay ngược về test lại cái đỉnh này. Đấy. Đấy, sẽ quay ngược về test lại cái đỉnh này. Thì chúng ta cứ chờ xem nha, những cái nhịp sắp tới của HD Bank. Rồi, STB. Đây, STB. STB đây, khi mà STB chạm về lại cái kháng cự trước của nó là một cái gap. Là một cái gap đây. Là cái gap của nó thì nó đã bị bán ngược lại rồi. Này cũng mấy con này cũng theo thị trường chung rất là lớn. Đấy, nếu mà có hàng thì anh chị cứ chốt đi. Hoặc là đấy, chúng ta cũng phải ăn một nhịp từ vùng dưới đây lên rồi. Đấy. Thì lên đây thì anh chị chốt đi. Thì bây giờ cái ngưỡng hỗ trợ tiếp theo của Sacombank là ở vùng 10.6. Đấy. Khả năng là STB sẽ về đây. Ok. Vietcombank. Ok. Thì Vietcombank sau một cái đà tăng, một cái nến Marubozu này rất là mạnh này. Đấy, một phiên tạo gap. Thì khi mà gặp lại ở cái vùng kháng cự này đã bị bán ngược ra
rất là mạnh. Tuy nhiên thì nó có một cái lực đỡ khá là tốt là cái đường MA200. Đấy, đường MA200 này chạm về đây, bật lên lại. Đấy, chạm đây, bật lên lại, chạm đây, bật lên lại. Đấy. Thì khả năng là Vietcombank là sẽ tiếp tục lình xình đi ngang. Đi ngang quanh cái đường MA200 này. Đấy. Đấy, nó sẽ tiếp tục xoay quay trong cái biên độ hẹp như thế này. Đấy nhá. Thì hy vọng là Vietcombank sẽ không có gãy ngay vùng này. VB Bank. Đấy, VB Bank cũng khá là giống VN Index này. Đấy, gặp cái đường trend line như thế này đã bị bán ngược trở lại. Đấy. Khả năng là VB Bank sẽ về test lại cái vùng hỗ trợ dưới. Đấy. Vùng hỗ trợ dưới quanh 21 20.7 cho tới 21.1. Đấy. Rồi. Qua rổ Petro, rổ VN30 trước đi. Rồi. CTD, Cotecom. Câu chuyện của Cotecom thì vẫn là câu chuyện nội bộ thôi. Nhưng mà không biết là dư địa của Cotecom có còn tăng nữa hay không thì phải xem. Phải xem, nếu mà theo tín hiệu MACD thì khả năng là Cotecom có thể sẽ đánh lên được lại vùng 82 đấy. Đấy. Đấy, nó vẫn tích lũy quanh được cái vùng từ 77 cho tới 78 này. Được 3 phiên đấy, quanh vùng này. Đấy. Thì khi mà chạm lại cái ngưỡng kháng cự này, đây nó cũng giống cái cây này, nó cũng đã bị bán ngược trở lại. Thì chúng ta cứ chờ đợi xem thị trường chung diễn ra như thế nào. Thì kỳ vọng là Cotecom cũng sẽ không có bị bán mạnh. Đấy, sẽ điều chỉnh nhẹ thôi. Đấy, điều chỉnh về lại quanh 77, 78 này. Rồi, FPT. Đây, FPT. Đấy, FPT thì cũng đã đạt được cái target thứ nhất là về lại cái ngưỡng kháng cự ở trên từ vùng 47.5 tới 48. Thì những cái nhịp tới của FPT sẽ là những cái nhịp điều chỉnh. Đấy, nó sẽ về nó lấp lại cái gap đây này. Nó sẽ về nó lấp lại cái gap 47.5 đến 47.7. Đấy, nó sẽ về nó lấp cái gap này. Và hy vọng là FPT sẽ tích lũy được quanh vùng này. Đấy, tích lũy đi ngang biên độ hẹp. Đấy, rồi sẽ bứt lên. Đấy, về lại cái ngưỡng kháng cự trên nữa của FPT. Ok. Rồi, HP GAT nha, GAT trước này. Ok, GAT. GAT của cũng rất là tốt ha. Thì khi mà giá vàng giảm thì giá dầu lại tăng. Đấy, sẽ giúp cho GAT đi lên rất là tốt. Nó cũng đã về lại được gần cái như là cái đỉnh trước của nó rồi này. Đấy, đây là mô hình hai đỉnh. Đấy, một đỉnh này. À, một đáy, hai đáy, hai đáy. Đấy, mô hình hai đáy chứ. Ok. Đấy. Thì đợi xem là nếu như mà gas còn dư địa tiếp tục tăng đi nữa thì chúng ta cũng phải nhìn lại theo thị trường chung diễn biến như thế nào. Thì đây cũng thể là cái vùng kháng cự trước của gas rồi. Đấy, cho nên là gas có thể khả năng sẽ lấp lấp lại cái gap này. Đấy. Sẽ lấp lại cái gap. Ok. Rồi, Masan. Ok, Masan, Masan. Masan là một cái mã cổ phiếu khá là yếu của thị trường trong đoạn vừa rồi.
Đấy, dù nó đã tăng lên lại được ngay cái vùng này nè, lên được cái vùng kháng cự ở trên này. Tuy nhiên thì phiên ngày thứ sáu thì nó lại rơi nhanh hơn thị trường chung. Đấy, nó cũng không có giữ được cái ngưỡng hỗ trợ 54 nữa, thì có thể khả năng là nó sẽ về lại vùng 52, 52.5 này. Đấy, gãy rồi nhá. Khả năng sẽ về lại 52. Đấy. Rồi, HBG. Ok. HBG. HBG thì cái câu chuyện mà tiềm năng phát triển của HBG chúng ta không phải bàn nữa. Nhưng mà tuy nhiên thì ngay cái vùng này là cái vùng biến động ở vùng đỉnh. Đấy, nó cũng giống như những cái phiên này này. Đấy, đây là vùng đỉnh mới ha. Thì chúng ta phải chờ đợi. Đây là những cái vùng mà gọi là vùng phân phối chở đỉnh của nhà tạo lập. Thì có thể là HPG sẽ nhúng về lại, test lại cái ngưỡng hỗ trợ 23.5 này này. Đấy, giống như cái mũi tên em đã vẽ này. Đấy. À, sẽ kéo dài này ra nhé. Đấy, sẽ test lại cái đường hỗ trợ, cái vùng hỗ trợ 23.5 này. Đấy, nếu như mà HPG test lại thành công, không gãy. Đấy, thì chúng ta có thể xem xét chúng ta mua dần vào. Rất là ok. Đấy. À, các anh chị có thể canh 23.5, hoặc có thể là nếu mà sâu hơn nữa thì có thể là vùng 23. Đấy, các anh chị có thể canh mua vào. Rồi, chúng ta qua một cái phiếu PNG. Đây PNG. Đây PNG. Ồ, PNG cũng khá là tốt nhỉ. Đây là cái mô hình 3 bước tăng giá của PNG này. Giảm 1, 2, 3, tăng. Đấy, tuy nhiên thì là cái cây nến mẹ này của PNG sau khi giảm, vì PNG cũng là một cái cổ phiếu yếu so với cái nhịp tăng của thị trường từ vùng 660 lên vùng 900. PNG cũng khá là yếu, nhưng mà khi mà rớt thì PNG đã gần như rớt về lại cái vùng đáy trước. Đấy, trước khi dịch này. Đấy, chơi trong dịch chứ. Đấy, thì PNG cũng là không, nó không còn cái dư địa tăng nhiều nữa. Thì chúng ta có thể bỏ qua PNG. Thì nếu mà ai mà theo dõi thường xuyên PNG thì cứ chờ xem PNG có tích lũy được ngang ngang lại quanh và đóng cửa phải ở trên mức 56 này hay không. Thì nếu mà PNG tích lũy đủ tốt quanh cái vùng 56 này thì khả năng là PNG có thể đánh vượt là lên lại vùng cái kháng cự trước này. Đấy. Rồi, chúng ta qua mã cổ phiếu PAO. À, PAO cũng tăng khá là tốt. Tuy nhiên là về lại cái vùng đỉnh trước này thì PAO đã bị bán ngược trở lại này. Đấy, thì khả năng là PAO sẽ về lại vùng 9.5, 9.65. Đây là một cái kênh đến Doji đảo chiều này. Đấy. Sau một cái đà tăng rất là mạnh như thế này, rất là tốt, thì xuất hiện một cái kênh đến Doji này. Đấy, nó sẽ khả năng là nó sẽ đảo chiều. Rồi, cổ phiếu MWG. Đấy, MWG em cũng đưa ra một cái target thứ nhất của MWG đã chạm được đây. Thì MWG sẽ tiếp tục đánh, khả năng là nếu mà cái lực cầu của MWG mạnh thì có thể sẽ đánh chạm về lại vùng 84. Tuy nhiên thì rất có thể sẽ xảy ra cái việc điều chỉnh nếu mà muốn MWG tiếp tục tăng. Đấy, thì em sẽ dời lên cái mức hỗ trợ của MWG ở vùng này. Đấy, đây sẽ là vùng cái hỗ trợ đáng tin cậy của MWG. Thì có thể là khi mà MWG đánh chạm về vùng cái cạnh trên này thì sẽ điều chỉnh xuống. Đấy, nó sẽ tiếp tục đánh trong cái biên này từ 80 79 cho tới 84.
Đấy, khả năng cao là như vậy. Rồi, chúng ta mau bỏ cổ phiếu RE. Đấy, RE rất là tốt luôn, quá mạnh luôn. RE là một cái cổ phiếu em đánh giá là một cổ phiếu hồi xuân. Đấy, tại sao lại là hồi xuân thì đây này, từ những cái năm đầu, những cái ngày tháng đầu tiên mà niêm yết trên thị trường chứng khoán là RE đã tăng lên được cỡ là được 38, đỉnh là 38 này là có nghĩa là 38 lần. Đấy, thì khi mà giảm xuống như thế này và ly ngang thì bây giờ RE đã hồi xuân trở lại. Đấy. Đấy. Trong những cái nhịp mà rơi mạnh của thị trường thì RE cũng không có rơi bao nhiêu cả, và khi mà rơi xuống thì cái lực cầu vào rất là tốt này. Đấy, đúng là đánh lên lại. Ừ. Thì hiện tại là RE cũng sẽ bám theo thị trường. Khả năng là RE sẽ khi mà RE mà tạo một cái gap này thì khả năng RE sẽ test lại ở cái vùng này. Đấy. Đây cũng là một cái mã cổ phiếu đáng quan tâm trong những dịp sắp tới. Đấy. Rồi, SSI. 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 SSI về lại được cái vùng này. Đấy. Đã phải bị bán ra mạnh trở lại thì rất có thể là SSI sẽ quay về test lại cái hỗ trợ này của mình. À. Test lại vùng hỗ trợ này. Ừ. Rồi, chúng ta qua Vinhome. Đấy, Vinhome. Vinhome vẫn có một cái lực đỡ rất là mạnh này. Đấy, nó không cho thủng vào vùng hỗ trợ 79. Đấy. Đây là đây em sẽ được dời lên nhé. Đấy, không thủng được vùng 79 thì cái nhận định, những cái định hình đích trước của em thì là nó sẽ khả năng là nó sẽ lấp lại cái gap này. Tuy nhiên là các nhà tạo lập cũng như cái lực cầu vào Vinhome rất là tốt, không cho rơi ở vùng 79 này thì khả năng là sẽ, tuy nhiên là cái mức kháng cự trên của nó là đường MA 200 này này rất là mạnh, thì chắc chắn là khả năng là Vinhome sẽ tiếp tục tích lũy đi ngang quanh từ 79.7 cho tới 79. Đấy, nó sẽ đi ngang như thế này lình xình như những cái phiên này, tích lũy, tiếp tục tích lũy. Nó cũng đã tích lũy được cỡ 1 2 gần như 2 tuần rồi. Đấy. Gần như là 2 tuần rồi. Đấy, khả năng là các anh chị có thể xem Vinhome trong những dịp tới. Ừ. Rồi. Vinamilk. Đây, Vinamilk cũng rất là tốt. Đấy, Vinamilk thì khi mà Vinamilk đánh lên được vùng gần như là kháng cự trước của nó. Đấy, thì nó đã bị bán mạnh ra, tuy nhiên thì có một cái lực đỡ của cái đường, đây là đường MA50. Đấy, có một cái lực đỡ quanh đường MA50 như thế này cũng khá là đáng tin cậy. Đấy, thì sau khi test lại thành công cái đường MA50 này thì Vinamilk đã đánh bật lên lại được cái vùng đỉnh trước của mình, thì sau đó đã bị bán ngược trở lại trong phiên này. Đấy, thì khả năng là Vinamilk sẽ đi ngang ở ngoài vùng đỉnh này. Đấy, đi ngang. Đấy, sẽ đi ngang quanh vùng đỉnh này, quanh cái hộp Davos này này. Đấy, thì có những cái thông tin là Vinamilk đã mua thêm cổ phần của sữa Mộc Châu GTN đó. À, rồi các thứ thì kỳ vọng là Vinamilk sẽ là những cái cổ phiếu về lại được những cái vùng giá cao hơn. Đấy, phải, nó phải về lại, nó cũng rơi một cái nhịp khá là lớn rồi nha.
Đây là cái đường trendline của nó này. Đấy, từ vùng đỉnh này. Nó vẫn chưa thoát được. Đấy, thì coi như à đây là thoát rồi này. Đấy. Thì các anh chị có thể để ý. Nếu mà tính từ cái đoạn này thì là nó vẫn chưa 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 là thoát rồi, nhưng mà từ đây, nếu mà từ đây thì chắc chưa đâu. Đây này. Đây. Đây, thế thì chưa đâu. Đây, còn khá là xa. Đấy thì khả năng là Vinamilk sẽ tích lũy lại quanh vùng này và chưa để đánh lên được, chạm lại được cái vùng trên line. Đấy. Rồi chúng ta đi đến mã cổ phiếu cuối cùng là VRE. Ok. Đây VRE. VRE cũng cũng đã được kéo vào đầu phiên của ngày thứ sáu. Đấy, và chạm về lại gần cái ngưỡng kháng cự ở vùng trên này. Sau đó nó bị bán ngược lại. Đấy thì cũng đã tạo ra một cái nến doji. Thì khả năng là VRE sẽ test lại. Đấy. Có thể là sẽ nâng đáy. Đó, thì sẽ nâng đáy lên. Nhá, nâng đáy. Đấy, sẽ nâng đáy. Về lại quanh 26 này và giữ được ở cái vùng này, thì khi mà đợi những cái nhịp mà nhịp thị trường chung ổn định thì VRE sẽ tiếp tục đánh lên. Đấy. Vâng, và đó là một số chuỗi cổ phiếu ở trong rổ VN30 thì trong trong cái phiên thứ sáu ấy, thì trong room của em này, em cũng đã tại lúc 9 giờ mấy là em cũng đã bảo là nếu mà phiên sáng kéo thì chúng ta nên chốt bớt đi 50% hoặc là chốt hết luôn. Đấy thì các anh chị thấy là VN-Index đã kéo rất là vào buổi sáng này, phiên sáng này. Nên chúng em mở lại 30 phút đi. Đấy, buổi sáng này. Đó, buổi sáng kéo lên được 860 vào gần gần cuối giờ vào cuối cái phiên sáng một lúc 10 rưỡi này. Đấy thì buổi chiều đầu giờ chiều, bắt đầu từ buổi trưa rồi, buổi trưa là bắt đầu đạp về lại gần tham chiếu này. Đấy, và rồi buổi chiều là đạp mạnh luôn. Đấy thì các anh chị đã chốt trong cái buổi sáng, các anh chị đã chốt theo trong room của em, đã chốt vào cái buổi sáng ngày hôm thứ sáu rất là tốt. Đấy, coi như là chúng ta bảo toàn được cái lợi nhuận. Đấy, bảo toàn lãi của chúng ta trong cái nhịp hồi phục vừa rồi. Đấy, cũng như là tránh mua mới những cái những cái phiên mà ngày thứ thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Đấy. Ok, và đó là video nhận định của em cho tuần tiếp theo. Thì các anh chị nếu mà có quan tâm mã cổ phiếu nào thì có thể để lại trong comment. Để lại trong comment ở dưới đây. Hoặc có thể là liên hệ số điện thoại của em trong phần miêu tả. Đấy, thì em sẽ giải đáp thắc mắc cho anh chị. Rồi, đây cũng là một cái link Zalo, room Zalo để các anh chị có thể tham gia vào để trao đổi cũng như là nhận được cái sự hỗ trợ của em. Thì chúc các anh chị cuối tuần vui vẻ. Và chúng ta sẽ lại tiếp tục chiến đấu trong tuần tiếp theo. Vâng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị trong những cái video tiếp theo.